chiến với rắn độc, kẻ đi săn hay con mồi sẽ chiến thắng. Thông thường, loài sóc luôn là cái tên được biết đến với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương, cùng tính cách 3 phần hiền lành, 7 phần nhút nhát. Tuy nhiên, ai rồi cũng khác. Khi phải đối mặt với cơn đói cùng cực, một số con sóc lại như lột xác, biến thành một sát thủ động vật thực thụ. Chúng biến đổi thực đơn của mình, săn giết bán thịt các loài côn trùng, chim và thậm chí là cả các động vật gặm nhấm nhỏ hơn. Và ngày hôm nay, một trong những đối thủ lớn nhất của sóc đó chính là rắn, ông trùm giới bò sát, sở hữu nọc độc trên người đến kinh hồn. Sóc đất di chuyển thần tốc, đánh đuổi hổ mang vàng ra khỏi lãnh địa. Rắn hổ mang vàng hay hổ mang Nam Phi là một loài rắn cực độc, kích cỡ tầm trung, sinh sống ở khu vực phía Nam Châu Phi. Môi trường sống của chúng vô cùng đa dạng, từ đồng cỏ, savan cho đến sa mạc và bán hoang mạc. Chúng chuyên ăn thịt các loài gặm nhấm cỡ nhỏ và thậm chí ăn cả xác thối. Do có màu vàng nổi bật nên chúng trở thành con mồi tiềm năng của các loài chim săn mồi lẫn lừng mật. Tuy là loài rắn sở hữu chất độc cực mạnh, nhưng loài rắn này có bản tính ôn hòa hơn rất nhiều so với các loài rắn độc khác. Chúng chỉ tấn công kẻ địch khi bị kích động và dồn vào đường cùng. Do bản tính khá là hiền lành nên loài rắn đôi lúc gặp khó khăn với những con mồi hung bạo. Sóc đất Nam Phi là một ví dụ điển hình. Sóc đất Nam Phi là một sinh vật gặm nhấm có thể tìm thấy ở các vùng đất khô cằn phía Nam Châu Phi. Tuy là loài ăn hạt nhỏ bé, nhưng loài sóc này lại vô cùng dũng cảm. Chúng sẵn sàng tấn công kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ hay đe dọa an nguy của sóc con. Không sở hữu lớp da dày hay khả năng kháng độc tự nhiên, vũ khí duy nhất của sóc đất khi đối đầu với kẻ thù là khả năng di chuyển siêu tốc, tập trung né đòn để rút sức đối phương. Cùng với đó, sóc đất cũng sử dụng chiếc đuôi xù vừa đủ để phòng thủ và vừa để đe dọa kẻ thù. May mắn cho con sóc con, rắn hổ mang Nam Phi không phải là một kẻ yếu chiến. Sau vài cú ra đòn không thành công, con rắn vàng quyết định bỏ cuộc, rút lui, đi tìm con mồi khác dễ sợi hơn loài sóc gan dạ này. Nhai ngấu nghiến rắn độc, sóc chuột bỏ mạng vì bị báo thù. Trong tự nhiên có đến 25 loài sóc chuột được tìm thấy, chủ yếu từ Canada đến Mexico. Chúng sống ở khắp mọi nơi, từ rừng rậm đến sa mạc và cả các vùng ngoại ô lân cận. Chúng cảm thấy thoải mái hơn ở các khu vực có nhiều lớp phủ mặt đất, bao gồm các trụ gỗ, hốc cây, bụi cây và giữa các lớp đá. Tuy nhiên, hầu hết sóc chuột đều thích đào các hang ngầm rộng lớn, phân tầng để lưu trữ thức ăn, và chúng đào những đường hầm sâu hơn, phức tạp hơn để làm tổ trú ẩn. Hệ thống đường hầm này có thể kéo dài từ 3 đến 9 mét. Với vóc dáng bé nhỏ, sóc chuột dễ dàng trở thành con mồi của các loài thú lớn như cú, diều hâu, trồn, cáo, chó sói. Chính vì vậy, chúng đã luyện cho mình kỹ năng tẩu thoát rất tài tình. Chúng luôn cảnh giác mỗi khi ra ngoài tìm thức ăn và thường chỉ ở gần tổ. Mỗi khi có dấu hiệu nguy hiểm cận kề, chúng sẽ rất nhanh trốn vào tổ hoặc leo lên cây. Theo lẽ thường, hình ảnh những chú sóc đáng yêu, bé nhỏ sẽ gắn liền với những món ăn khoái khẩu như các loại hạt, cây cỏ, nấm và hoa quả. Tuy nhiên, ở trong cuộc chiến lần này, con sóc thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Đó là sự bình tĩnh quan sát con mồi, nhanh nhẹn khi né tránh những cú mổ của con rắn độc và lạnh lùng khi ra đòn kết liễu. Cuộc chiến chỉ kéo dài trong vài giây trước khi kết quả ngã ngũ. Mặc dù không phải là loài ăn thịt, nhưng sóc lại có hàm răng sắc bén đủ để có thể cắn và làm bị thương con rắn. Cuối cùng, con rắn bị sóc chuột hạ gục và nhai ngấu nghiến. Ở một diễn biến khác, đoạn clip tiếp tục cho người xem một bộ mặt khác của loài sóc chuột. Thay vì sự chủ động như phần trên, con sóc chuột lại quá chú tâm vào ăn uống nên hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm rình rập xung quanh. Một con rắn độc viper lớn đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của con sóc và từ từ tiến đến gần. Chỉ bằng một cú đớp để quyết đoán chứa đầy nọc độc của mình, con rắn độc đã hạ gục được con mồi trong chớp mắt. Đoạn clip đã cho thấy bức tranh sống động của sự giằng co, đấu tranh sinh tồn hàng ngày khốc liệt trong giới tự nhiên hoang dã. Rắn đuôi chuông đi vào lãnh địa thiên địch và quyết định đầy bất ngờ. Một con rắn đuôi chuông đã vô tình đi vào lãnh địa của một con sóc đất. Mặc dù không phải là loài động vật ăn thịt, nhưng sóc đất lại cực kỳ thích món thịt rắn, nên nó không bỏ qua cho kẻ đột nhập, bỏ đi thong thả như vậy. Nếu như con rắn độc sở hữu nọc độc đủ để khiến con sóc có thể trả giá đắt nếu bất cẩn, thì ngược lại, sóc đất cũng có thể khiến con rắn tử vong bằng sự nhanh nhẹn, linh hoạt và tốc độ tuyệt vời của mình. Khi con rắn quyết định bỏ đi, sóc đất đã lẽo đẽo theo sau để chờ cơ hội tung đòn tấn công. Tuy nhiên,
Khi vừa lao vào con rắn thì sóc đất đã phải lùi lại ngay vì rắn được chuông đã nhanh chóng ở tư thế phòng thủ quen thuộc, cuộn tròn cơ thể. Nhận thấy đối thủ lần này không hề dễ chơi chút nào, con sóc chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ và để cho con mồi ngon này ung dung bỏ đi mà không thể làm gì hơn. Điều này thật bất ngờ vì con sóc lại dễ dàng để cho con rắn bỏ đi như vậy. Qua đói bụng, sóc nhỏ con liều lĩnh nhảy bổ và cắn xé, ăn thịt rắn. Các bạn thân mến, ẩn sau vẻ ngoài lừa tình, sóc có thể được xem là một trong những tay săn mồi cử phách của thế giới tự nhiên. Để chứng minh rằng mình không phải là loài động vật ăn chay, một con sóc châu Mỹ đã liều mạng tấn công một con rắn để ăn thịt. Vì quá đói bụng, sóc đã lao vào tấn công trước, bất chấp con mồi nguy hiểm. Mặc dù đã cố phản công, nhưng rắn nhỏ vẫn không thể chống lại những phát cắn chí mạng của kẻ săn mồi. Sau cuộc chiến dữ dội, rắn đã phải đầu hàng với vết thương rỉ máu ở đầu. Cuối cùng, bằng sự nhanh nhẹn, sóc đã thoát khỏi vòng xiết của rắn để chiến thắng và thưởng thức bữa ăn tươi sống. Sóc đất California giở tuyệt chiêu hóa trang đánh lừa kẻ thù. Vùng sa mạc Soronan ở miền nam Arizona là vùng đất thống trị của loài rắn đuôi chuông. Tiếng chuông từ đuôi chúng là hồi chuông báo hiệu tử thần đang đến với bất kỳ con mồi xấu số nào vô tình bị chúng săn được. Rắn đuôi chuông thường đi săn dựa vào mùi của con mồi để lại, thông qua các trẻ vô cùng đáng sợ. Khi đã xác định được con mồi của mình thì nạn nhân sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát. Và lần này con mồi của nó là sóc đất California. Đàn sóc dường như nhận ra tiếng chuông báo hiệu tử thần đang đến. Chúng lên tiếng cảnh báo nhau sự nguy hiểm cận kề. Tuy nhiên, loài sóc này lại có một mánh khóe vô cùng thông minh. Để đánh lừa những con rắn độc nguy hiểm, sóc đất California khéo léo ngụy trang để không bị phát hiện. Bí quyết ở đây là một tấm da đã lột của rắn đuôi chuông. Con sóc bắt đầu nhai nát mảnh da đó, rồi nó bôi phần da đã nhai nát lên cơ thể của mình và cả những con non trong đàn. Bí quyết này đã giúp lũ sóc che giấu được mùi của bản thân, khiến chúng có mùi giống như kẻ thù nguy hiểm của mình. Sự ngụy trang khéo léo này đã cản trở phương pháp săn mồi của loài rắn đuôi chuông đáng sợ. Nó khiến con rắn không những không thể đánh hơi được mùi của mình, mà còn khiến con rắn lầm tưởng có một kẻ khác giống mình đang ở đây, khiến con rắn vô cùng bối rối và nó quyết định bỏ qua con mồi láo cá của mình. Các bạn thân mến, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết mất rồi. Các bạn cảm thấy cuộc chiến nào là đáng sợ nhất? Hãy bình chọn bằng cách comment ngay để mọi người cùng được biết về nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video siêu hot. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!